Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng hấn bánh, chương trình khuyến mại cho hai phiên bản của chiếc xe Mitsubishi Outlander, đó là bản Premium và bản số tự động bản thường ạ. Khi mà sang tháng 7 này, hai phiên bản này đang có chương trình khuyến mại như thế nào thì phép giới thiệu cho anh một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng hấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok xin phép được đi vào với chính ạ Đầu tiên giới thiệu cho về một chiếc xe Mitsubishi Outlander Bản số tự động, bản thường ạ Với giá mít của chiếc xe này đang là 825 triệu ạ Khi mô dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt Trong tháng 7 này Làm ấy nội đang là 902 triệu ạ Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 288 triệu thôi ạ còn ở tỉnh thì đang là 6867 triệu thôi ạ Trả góp thì đang là 253 triệu ạ Còn ở tỉnh áp thuế 12 thì đang là 883 triệu Trả góp thì đang là 270 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh Thì đang là 885 triệu Trả góp thì đang là 271 triệu ạ Còn mua giá tốt hơn Hay khuyến mại như thế nào Tặng phụ kiện là sao Chi tiết bài như thế nào thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhiều nhá có 7 tỉnh áp thuế 12% đó chính là Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng và Cần Thơ. ạ Ok, tiếp theo giới cho về một chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0, bản Premium ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 950 triệu ạ. Khi mô dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt trong tháng 7 này, Lâm Ánh Nội đang là 1 tỷ 032 triệu ạ, còn Trả Góp thì là 327 triệu ạ, còn là Tỉnh thì đang là 995 triệu, Trả Góp thì là 290 triệu ạ, còn là Tỉnh áp thuế 12% thì đang là 1 tỷ 013 triệu, Trả Góp thì là 309 triệu ạ, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 013 triệu. Trả góp thì đang là 309 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi vì giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất ngày như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để có lại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok và video này đã giới thiệu cho về phần giá xe tổng bánh chương trình khuyến mại cho cả hai phiên bản của chiếc xe Mitsubishi Outlander rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy video này xin phép em sẽ dừng giờ đây anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh nhé để sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên trường Nam để trong sân lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng hơn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok xin phép em sẽ dừng giờ đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này các em ạ.